Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Là đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi trọn đời tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, quá lâm chi hổ. Nếu như nắm chắc được điều này thì sau 62 tuổi sẽ tránh họa đắc phúc, giàu sang trọn đời. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý vị về nội dung tử vi chọn đời cho người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, từ năm 63 tuổi, cần biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang chọn đời. Tử vi tiết lộ, cuộc đời tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, được trời độ mệnh, tiền đồ viên mãn, về già giàu sang phú quý. Xin kính chào quý vị cô bác đang theo dõi chương trình trên kênh Minh Đường Tử Vi. Quý vị thân mến, biết trước thiên cơ để tránh xa vận hạn, gia đạo bình an, đường đời hưng vượng. Người xưa có câu, ở hiền gặp lành, hiền lương sinh phú quý, quả thật không sai. Trên thực tế, mỗi người sinh ra đã được an bài số mệnh riêng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tính cách của họ cũng quyết định số phận phần nào. Có những người tuy không được sinh ra trong gia đình đủ đầy sung túc, nhưng nhờ sở hữu tính cách tuyệt vời mà gặp được nhiều may mắn, cuộc sống được quý nhân phù trợ ít nhiều. Khi xem tử vi chọn đời tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, con giáp này là người năng động, nhiệt tình, nổi bật và giỏi giang. Vì thế mà cuộc sống của họ thường rất bận rộn và phong phú, đủ sắc màu. Theo tử vi học, Nhâm Dần được ông Quan Đế độ mạng, Đại Phật Như Lai ban phúc, Phật Hư Không Tạng Bồ Tát hộ mệnh. Nên trong cuộc đời của con giáp này dù có phải trải qua nhiều gian nan vất vả khi còn trẻ, nhưng về già sẽ được hưởng cuộc sống vinh hoa, phú quý, an nhàn. Đặc biệt từ năm 63 tuổi trở đi, sẽ chính là thời điểm khởi sắc rõ rệt trên con đường công danh, sự nghiệp và tiền tài đối với tuổi Nhâm Dần. Có thể nói, trong thời gian này bản mệnh làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ suôn sẻ, quý nhân chiếu cố nồng hậu, may mắn liên tiếp kéo đến, tiền bạc ùn ùn đổ về túi. Vậy vận trình cuộc đời người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, cụ thể sẽ ra sao? Từ năm 63 tuổi, con giáp này sẽ đón nhận những cơ may gì và cần lưu ý điều gì thì xin mời quý tín chủ cùng theo dõi video ngay sau đây. Kính thưa quý vị, nhắc đến tuổi Dần là nhắc đến những con người mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình. Thế nên, vận mệnh của những người tuổi Nhâm Dần đa phần là có phúc, có may mắn, có thông minh, có thành tựu. Trong cuộc sống, tuổi Nhâm Dần mang tính tình lạc quan, vui vẻ, không bị suy sụp cho dù gặp hoàn cảnh khó khăn nào và luôn đấu tranh cho cuộc sống của mình. Đồng thời họ cũng rất nhạy cảm, có trực giác tốt và có trí tưởng tượng phong phú, nhưng họ lại dễ vướng vào chuyện tình cảm, cũng dễ nổi giận mà đánh mất lý trí. Trong những năm tháng thanh xuân, Nhâm Dần gặp khá nhiều gian truân và mỏi mệt, bằng bản lĩnh, ý chí, sự kiên cường và cái bướng lì của mình, cuối cùng thì Nhâm Dần cũng vượt qua được thanh xuân mà thăng hoa, đạt được thành tựu. Lại nói về chữ phúc của Nhâm Dần, chữ phúc nó ẩn càng nhiều điều thú vị hơn chữ lộc. Nếu lộc là tiền tài, là may mắn, là hanh thông, thuận lợi, là nhiều lúc không cần tài năng mà đạt được thành tựu, thì phúc tượng trưng cho sự bình an trong cuộc sống, sự an nhàn trong tâm can, cùng sự bình yên của thân thể. Người có phúc có thể không được một biển hanh thông, không một trời may mắn, nhưng đối với Nhâm Dần là tiền hung hậu cát, trước lắm trông gai, nhưng sau lại thuận hòa. Xét cho cùng đây là có được và có mất, nhưng lẽ dĩ nhiên phúc không tự nhiên sinh ra mà có, trong cái cõi hư vô mờ mịt này. Nhâm Dần cần phải hiểu rằng cuộc đời của bạn được thiết lập từ những nguồn phúc khác nhau. Chữ phúc đầu tiên của Nhâm Dần là phúc của ông bà, cha mẹ để lại cho con cháu, hưởng phúc phần từ gia tiên gia tổ. Chữ phúc này có lẽ chiếm khoảng 10-20% trong cuộc đời của một Nhâm Dần.
nên nhâm dần bẩm sinh sẽ là những người có đủ thông minh và nhiều trí tuệ, giác quan thứ 6 tốt, cảm nhận về thế giới xung quanh tốt, học vấn tốt, mặc dù không theo hướng bằng cấp đầy thân, nhưng nhiều khả năng tự học thành tài. Khả năng tiếp thu, phản ứng cho đến những năng lực đa nhiệm cũng là việc vượt trội của nhâm dần so với người bình thường. Nếu chữ phúc này vượng hơn một chút, nhiều hơn một tẹo, thì cuộc đời của nhâm dần có lẽ đã thành đại gia, sống cuộc đời an yên và bằng phẳng hơn. Nhưng vì chữ phúc này chỉ có khoảng 10-20% thôi, nên trời chỉ ban cho nhâm dần các năng lực thiên phú và thiên bẩm, còn đâu trời không ban sẵn miếng bánh để ăn, hay thìa vàng để ngậm. Chính vì vậy, nhâm dần cần phải tự khai phá tài năng của bản thân, tự mình xây dựng, tự mình chăm chỉ ngược xuôi, mà tìm thành công thành tựu. Vận số của nhâm dần vốn là sự khổ trước sướng sau, bạn sẽ cần phải nuôi dưỡng rất lâu, xây dựng rất lâu, vun vén rất lâu, chăm sóc rất lâu, rồi mới đến ngày đơm hoa, kết quả. Chữ phúc còn lại của nhâm dần được hưởng đến từ chính bản thân họ và chi phối 80-90% toàn bộ sự việc trong cuộc đời của nhâm dần. Theo các giáo lý về nhân quả, phúc chỉ có thể sinh ra khi bản thân trả hết nghiệp hoặc bản thân chịu thiệt thòi và thật nhiều mất mát, vậy nên không có gì ngạc nhiên. Khi cuộc đời của nhâm dần trong những giai đoạn đầu càng nhiều thiệt thòi và chông gai, lắm sự phản bội, lắm thị phi, tranh đua, nhưng lại ít đi một phần may mắn, ít đi một phần trợ giúp từ gia đình, nhưng nhờ bản lĩnh hơn người, luôn tự mình chinh chiến, tự mình hành động, khó khăn cũng không ngại, vẫn luôn bình tĩnh, tỉnh táo và nhạy bén. Có một trực giác sắc sảo, tầm nhìn xa và sự mẫn cảm trước cuộc làm ăn, hoạn nạn chỉ khiến trí tuệ của nhâm dần càng thêm xuất chúng, khiến họ càng trả nghiệp nhanh và tích về cho bản thân những thứ tốt đẹp. Nhâm dần cũng rất tốt bụng ngay thẳng, không lừa lọc hay trộm cắp gì của ai bao giờ, nhưng đôi khi nhâm dần tham vọng quá lớn, chính là hòn đá cản đường. Đối với họ, nhâm dần luôn muốn liền một lúc làm được thật nhiều việc, đến nỗi tinh lực phân tâm, đây là nhược điểm mà nhâm dần cần phải khắc phục. Hãy đặt cho mình những mục tiêu vừa phải để dễ dàng thực hiện hơn, mỗi ngày đặt một viên gạch thì ắt sẽ có ngày xây dựng được một lâu đài nguy nga tráng lệ của riêng mình. Phải nói rằng, trời cho tuổi nhâm dần một vận trình không mấy dễ dàng, nhưng nhất định đến một ngày, rồi nhâm dần cũng sẽ được hưởng, được may mắn mà tựu thành về tay, được cầm những đồng tiền tỷ trên tay. Đến năm 2024 này, tức nhâm dần bước sang tuổi 63, sẽ là năm hồi phục lại, năm nhâm dần bắt đầu bước vào một trang mới, mở ra những tự thành mới, khi phúc phần tự xây đã đủ đầy. Những tia sáng hy vọng mở ra, con đường giàu sang đã hiện rõ trong cung mệnh, mở ra những cánh cửa tương lai rạng ngời cho những năm tháng dài lâu suốt sau này. Vận mệnh tử vi chọn đời. Người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, theo tử vi chọn đời tuổi nhâm dần, người tuổi hổ mệnh có phúc tinh, có người che chở nên gặp dữ hóa lành, họ có tài năng hơn người, lại dũng cảm dám nghĩ, dám làm, vì thế mà có thể làm nên đại sự. Từ trung vận trở đi, con giáp này nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió, dù làm trong lĩnh vực nào, họ cũng đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý, họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung, sáng tạo trong công việc. Người tuổi nhâm dần có phần không quá quan tâm đến chuyện tiền bạc, đối với họ, thứ quan trọng nhất để duy trì cuộc sống là tín ngưỡng, là tinh thần, chứ không phải tiền tài, nguồn thu của họ phụ thuộc vào mục tiêu và lý tưởng mà họ quyết tâm theo đuổi. Vận tài lộc cũng theo đó mà tới, dù không quan tâm nhưng vận tài lộc của họ rất đỉnh và dồi dào, bất tận càng về già càng giàu có, của cải chất cao như núi. Về tình cảm, đây là người giàu cảm xúc, có nhân duyên tốt, tuy nhiên tình cảm phong phú nên họ thường đau đầu vì chuyện hôn nhân. Tình yêu, trong gia đình họ hết mực hiếu thuận với mẹ cha, luôn một lòng chăm sóc cho gia đình, có cuộc sống vợ chồng, hạnh phúc mỹ mãn. Trong cuộc đời, được ông quan đế độ mạng, ban cho sức khỏe, nhưng do thời trẻ lao thân kiếm tiền, vì trách nhiệm gia đình và xã hội, nên sang trung vận, sức khỏe của con giáp này không được tốt cho lắm. Nên chú ý ăn uống, giữ gìn sức khỏe, tuổi thọ trung bình từ 72-85 tuổi, nhưng nếu ăn ở có phước đức, thì sẽ được gia tăng niên kỷ, sống thọ đến già, hưởng lộc con cháu. Xét phương diện công danh, sự nghiệp. Người tuổi nhâm dần có dã tâm và tham vọng rất lớn, luôn chú tâm gây dựng sự nghiệp, họ đặc biệt không chấp nhận mọi chuyện tiến triển quá muộn, cũng không hài lòng với những nghề quá ổn định, không có nhiều thay đổi, những thách thức vừa phải, sẽ khiến họ có thể động lực đi đến thành công. Cuộc đời được bất động tôn ban cho trí tuệ, nhâm dần là người thông minh, sáng tạo, có con mắt nhìn xa trông rộng, họ nhìn nhận được đâu là cơ hội dành cho mình, bởi vậy, những người này sẽ luôn đưa ra những quyết định chính xác, đúng thời cơ. Tuổi nhâm dần có những kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực, nhờ vào tài năng lãnh đạo,
tổ chức của mình mà những người này đạt được nhiều vị trí quan trọng, được mọi người tin tưởng, yêu quý, họ khiến người khác khâm phục mình bởi sự tập trung sáng tạo trong công việc. Trong cuộc đời được Phật Đại Nhật Như Lai ban phúc, phúc tinh soi chiếu, có người che chở, nên gặp dữ hóa lành, họ có tài năng hơn người, lại dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, vì thế mà có thể làm nên đại sự. Từ sau 50 tuổi trở đi, con giáp này nhận lộc trời ban, công việc suôn sẻ, thuận lợi, sự nghiệp đi lên như diều gặp gió. Cả cuộc đời con giáp này luôn tâm huyết, chăm chỉ làm việc, không ngừng nghỉ, hướng tới cuộc sống xa hoa, uy quyền. Người khác sẽ thấy những người tuổi Nhâm Dần giống như một cỗ máy, không bao giờ mệt mỏi với công việc. Thực ra tuổi Nhâm Dần cũng có lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng sở thích và đam mê là nguồn động lực để họ tiếp tục làm việc, vươn lên phát triển bản thân. Đối với tuổi Nhâm Dần, thứ quan trọng nhất không phải là tiền bạc, họ cố gắng phấn đấu để đạt được một địa vị trong xã hội, được mọi người tôn trọng và kính nể. Họ sẵn sàng chia sẻ tài sản của mình cho người thân hay những người gặp khó khăn mà không hề do dự. Xem tử vi tuổi Nhâm Dần thường xuyên, ta có thể dễ dàng thấy được một điều quan trọng nữa mà tuổi Nhâm Dần cần quan tâm là cách họ phản ứng và hậu quả của sự nóng nảy. Kẻ thù tồi tệ nhất của con giáp này là thiệt hại họ gây ra cho chính mình trong các cơn bốc hỏa, sự nhanh nhẹn và trí thông minh sắc bén, giúp tuổi Nhâm Dần học rất nhanh, bản tính chóng chán, cộng với khát khao thử thách, khiến họ đổi nghề nhiều hơn so với các con giáp khác. Một số người sinh năm Dần, tuy không thường xuyên đổi nghề, nhưng lại thích làm cùng lúc nhiều việc. Người sinh năm này thường có chung mục tiêu trong cuộc sống. Thế nhưng dù làm trong lĩnh vực nào, tính cách người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, cũng chinh phục vinh quang bằng cách sắp xếp công việc khoa học, hợp lý đem lại hiệu quả cao. Về phương diện tài lộc, theo luận giải tử vi chọn đời cho thấy, người tuổi Nhâm Dần có phần không quá quan tâm đến chuyện tiền bạc. Đối với họ, thứ quan trọng nhất để duy trì cuộc sống là tín ngưỡng, là tinh thần, chứ không phải tiền tài. Nguồn thu của họ phụ thuộc vào mục tiêu và lý tưởng mà họ quyết tâm theo đuổi. Vận tài lộc cũng theo đó mà tới, dù không quan tâm, nhưng vận tài lộc của họ rất đỉnh và dồi dào bất tận. Những người này quan niệm rằng tiền bạc là vật ngoài thân, họ luôn lạc quan và vui tươi, yêu đời. Khi có tiền, họ rất rộng rãi chi tiêu cho bạn bè và người thân. Vì thế mà tuy thu nhập không tồi, nhưng tiền bạc tích lũy chẳng được là bao. Họ vui vẻ vì được làm điều mình thích, tự hào vì lý tưởng mà mình theo đuổi. Họ không có ham muốn phát tài. Ngoài địa vị và danh dự là hai thứ quan trọng trong cuộc đời, họ chỉ cần đủ chi tiêu là thỏa mãn với đời. Từ sau 50 tuổi trở đi, con giáp này sẽ có tài lộc bất tận, tiền tài, danh vọng đều phát nhanh. Tuy nhiên, tài lộc không nằm ở việc quý vị có tiền hay sự nghiệp lớn mạnh. Tài lộc còn nằm ở việc quý vị được ban sức khỏe tốt, có được sự kính trọng từ những người thân xung quanh, cuộc sống ấm êm, hạnh phúc hơn người khác rất nhiều. Đây cũng vốn là vận số người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962 được hưởng, càng về già càng giàu có, của cải chất cao như núi, khiến thiên hạ trầm trồ nể phục. Cũng có thể nói từ sau 50 tuổi, họ sẽ có được tài lộc viên mãn, sức khỏe có đôi chút biến động, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều với cuộc sống của con giáp này. Trong làm ăn, nếu người tuổi Nhâm Dần có thể kết hợp với người tuổi khác thì sẽ gặp may mắn rất nhiều, tuy nhiên cũng không ngoại trừ trường hợp gặp phải kẻ tiểu nhân bị ổi hãm hại trên đường đời. Theo luận đoán, tử vi tuổi Nhâm Dần nên hợp tác làm ăn với các tuổi Giáp Thìn, Canh Tuất, Mậu Thân để công việc làm ăn tiến triển thuận lợi và đạt hiệu quả cao hơn. Mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp họ gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, Nhâm Dần không nên kết hợp với tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ, Nhâm Tý, Mậu Ngọ, Nhâm Dần, Giáp Ngọ, bởi đó là những tuổi đại kỵ không phù hợp kết duyên hay hợp tác làm ăn. Về tình cảm gia đạo. Về tình cảm, người tuổi Dần đa số có đường tình duyên rất thuận lợi, may mắn, họ sẽ chẳng phải chạy theo ai trong cuộc đời. Ngược lại, tuổi Nhâm Dần luôn có nhiều người theo đuổi mình. Giữa đám đông, họ luôn là người nổi bật nhất, không chỉ vì hình thức bên ngoài, mà còn vì phong cách nói chuyện, sự cởi mở, hài hước của mình. Tuổi Nhâm Dần yêu một cách hết mình, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Họ yêu bằng trái tim và cảm xúc thật của mình, chân thành và trung thủy. Tuổi Nhâm Dần luôn đem lại niềm vui, tiếng cười cho người yêu bằng sự hài hước thân thiện của mình. Họ biết cách làm mới tình yêu, hết lòng vun đắp, xây dựng một mối tình trọn vẹn dài lâu. Phụ nữ tuổi Nhâm Dần khá thông minh, biết cách kiểm soát cảm xúc tình yêu của mình ở mức độ vừa phải, không quá mù quáng. Tuy nhiên, những cô nàng này dễ bị tổn thương. Những sai lầm nhỏ của đối phương cũng khiến họ cảm thấy đau khổ, buồn bã. Họ thích hưởng thụ cuộc sống tự do, độc thân hơn là việc lập gia đình. Bởi vậy mà phụ nữ tuổi Nhâm Dần kết hôn ở độ tuổi khá muộn. Dù khi đã lập gia đình, họ vẫn mong muốn duy trì một cuộc hôn nhân lãng mạn, thủy chung,
cô ấy sẽ luôn mang lại niềm vui, tiếng cười cho gia đình, là người phụ nữ có trách nhiệm với con cái. Đàn ông tuổi Nhâm Dần khi yêu rất mãnh liệt và ngọt ngào, họ biết cách lắng nghe, chia sẻ, nhường nhịn một nửa của mình, luôn sẵn sàng làm mọi thứ để người yêu được vui vẻ, hạnh phúc. Đàn ông tuổi Nhâm Dần là mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái, họ thích chiếm hữu đối phương bởi sự đa nghi của mình. Đôi lúc, đàn ông tuổi Nhâm Dần cũng ghen tuông một cách mù quáng, vô lý. Tuy nhiên, đàn ông tuổi Nhâm Dần thường rất gia trưởng, luôn muốn người khác phải nghe theo sự chỉ đạo của mình, càng chung sống lâu dài, tính cách này càng bộc lộ rõ. Về gia đạo trong gia đình, họ hết mực hiếu thuận với mẹ cha, luôn một lòng chăm sóc cho gia đình, có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, mỹ mãn, nhờ giỏi giao tiếp và dễ đồng cảm, Nhâm Dần đặc biệt gắn bó với gia đình, bạn bè. Xét về bản năng, tuổi Nhâm Dần không thực sự là con người của gia đình vì cần rất nhiều tự do cho bản thân và một lịch trình hết sức khó dự đoán. Tuy nhiên, Nhâm Dần ổn định hơn trong cách sống và thể hiện cảm xúc dễ dàng hơn. Vì vậy, họ là tuổi Dần duy nhất có khả năng xây dựng các mối quan hệ gia đình sâu sắc và bền chặt trong gia đình. Họ hết mực hiếu thuận với mẹ cha, luôn một lòng chăm sóc cho gia đình, nuôi dạy con cái, nên về già sẽ được hưởng lộc từ con cái, sống cuộc đời an nhàn thảnh thơi. Về phương diện sức khỏe, trong cuộc đời được ông quan đế độ mạng, ban cho sức khỏe, nhưng do thời trẻ lao thân kiếm tiền, vì trách nhiệm gia đình và xã hội, nên sang trung vận, sức khỏe của con giáp này không được tốt cho lắm, nên chú ý ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Tuổi thọ trung bình từ 70 đến 85 tuổi, nhưng nếu ăn ở có phước đức thì sẽ được gia tăng niên kỷ, sống thọ đến già, hưởng lộc con cháu. Lúc còn trẻ, nhiều người tuổi Nhâm Dần lại thường tập trung cao độ để làm việc, nên ít khi chú ý đến chế độ ăn uống, ngủ nghỉ. Thức khuya thời gian dài khiến cơ thể mệt mỏi, uể oải, phần nào giảm đi sức đề kháng, dẫn đến việc mắc các bệnh cảm cúm thường thấy theo mùa. Tuy nhiên, người tuổi Nhâm Dần khi lớn tuổi cũng chịu sự chi phối của thời gian và thể chất nên cũng dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, xương khớp, răng miệng trong cuộc sống hàng ngày nên chú ý hơn về vấn đề ăn uống, ngủ nghỉ và rèn luyện thể dục để nâng cao sức khỏe. Mặt khác, người tuổi Nhâm Dần đôi khi khó kiềm chế cảm xúc, thường trở nên nóng nảy. Điều này vô tình ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của họ. Vì vậy, người tuổi Nhâm Dần cần học cách tự chủ và suy nghĩ đơn giản, nhẹ nhàng hơn, nên chú ý giữ tinh thần thư thái, trừ bỏ khí hàn, hạn chế nổi nóng, làm được vậy thì cơ thể sẽ khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức năm Nhâm Dần 63 tuổi. Và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho tuổi Nhâm Dần, có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Đánh giá chung. Bước sang năm 2024, tuổi Nhâm Dần có ít cát tinh chiếu, vận quý nhân mỏng, bản mệnh cần phải tự làm, tự lo, hầu như không được sự giúp đỡ từ bên ngoài, công việc làm ăn khá vất vả, mà thu về kết quả chưa thực sự tương xứng, khó khăn chung của nền kinh tế, khiến việc kiếm tiền chật vật, có thêm nguồn thu phụ, nhưng không đáng kể, thận trọng trong đầu tư, làm ăn kẻo chịu cảnh thua lỗ. Gia đạo xuất hiện nhiều xung đột, sức khỏe giảm sút, đề phòng tai nạn bất ngờ, họ hàng trong nhà có chuyện xấu. Đánh giá từng phương diện, công việc làm ăn trung bình, trong năm kém vận quý nhân, công việc làm ăn của tuổi Nhâm Dần y án như cũ, hầu như không có thay đổi hay chuyển biến gì thêm. Đương số tự làm tự lo, tất bật với guồng quay công việc, dẫu vẫn còn cơ hội phát triển hay thăng tiến, nhưng không nhiều, người nào phải thật sự phấn đấu, thậm chí tranh đấu mới có được. Càng về cuối năm, vận trình càng cát lành, biết tận dụng cơ hội tốt ắt tới, tài lộc trung bình, tiền bạc ra vào mạnh, biến động lớn lúc được cũng nhiều, mà mất cũng lớn, dù sao nó cũng thích hợp với cá tính, khẩu vị, rủi ro của đương số, nên nó cũng là chuyện thường tình, chủ động đón nhận. Có điều, việc kinh doanh, đầu tư phải tính toán kỹ hơn, tránh bỏ trứng vào một giỏ, làm theo tâm lý đám đông mà tiền mất tật mang. Sức khỏe xấu, áp lực cuộc sống, nhịp sống hối hả khiến đương số sống vội, ăn uống, nghỉ ngơi mất cân bằng, khiến cơ thể suy nhược nhanh. Đau ốm là điều khó tránh, trong năm có nhiều hung tinh tác động mặt sức khỏe, đề phòng tai nạn hoặc mắc bệnh nghiêm trọng, phải động chạm dao kéo. Tình cảm gia đạo xấu, trạng thái cảm xúc bất ổn, khó kiểm soát, tính nóng vội khiến bản mệnh nảy sinh tâm lý đa nghi, ghen tuông, giận hờn, khiến mối quan hệ lứa đôi lục đục, gia đình thiếu hòa khí. Các cặp đôi đang yêu trước nghịch sau mới thuận, có thể tính chuyện hôn nhân, người độc thân bị cảm xúc tiêu cực xâm lấn mạnh, khó mở lòng đón nhận tình yêu. Các tháng tốt tháng xấu trong năm 2024, các tháng tốt là 9, 10, 11 âm lịch, các tháng xấu là tháng 1, 2, 5, 7, 8 âm lịch.
cách hóa giải vận xui hiệu quả trong năm 2024 cho tuổi Nhâm Dần để hạn chế hay phòng tránh những xui xẻo gặp phải trong năm 2024. Người tuổi Nhâm Dần có thể tham khảo một số cách hóa giải dưới đây, tuy đơn giản nhưng khá hiệu quả. Mời quý vị hãy chiêm nghiệm nhé. 1. Làm nhiều việc thiện. Việc tốt giúp đỡ mọi người, hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiêu trừ, cát khí gia tăng. 2. Hành sự thận trọng và chuyên cần. Dù là việc lớn hay nhỏ, thì cẩn tác vô ưu, hành sự thận trọng có kế hoạch rõ ràng, sẽ giúp tuổi Dần có được thành quả như mong đợi, đồng thời tránh được những rắc rối không đáng có như đấu đá nội bộ, thị phi, bất cẩn về ký tá giấy tờ. Đương số cần nhớ rằng, sức lao động là cái gốc, phong thủy cũng chỉ như nắng gió mưa thêm vào, chăm mà đủ nhiều gốc to, thân khỏe thì tự có tựu thành thăng hoa, lười làm, lười nghĩ, gốc yếu, thân cụt, tưới bao nhiêu nước, cài bao nhiêu phong thủy, đeo bao nhiêu thứ vào người, dâng cúng bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn, xui xẻo mà thôi. Tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 3. Tập trung yếu tố nhân hòa chính bản thân mình. Thiên thời địa lợi, nhân hòa là ba yếu tố tính toán của mệnh số, vô cùng quen thuộc với mỗi người, trong đó thiên thời và địa lợi là hai yếu tố bên ngoài, tượng trưng cho may mắn, không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của riêng ai, còn nhân hòa là yếu tố bên trong, nằm trong khả năng ta quản lý. Khi thiên thời địa lợi không có, tức may mắn không nhiều, thì ta hãy tập trung vào yếu tố nhận thức chính con người mình. Hãy thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực từng ngày, đừng đổ lỗi tại hoàn cảnh hay số phận, không ngừng nỗ lực, từng bước chậm nhưng vững vàng, kỷ luật và hăng hái. Chính điều đó có thể giúp tuổi Dần tạo ra may mắn cho chính mình, từ đó thay đổi mệnh số, hóa hung thành cát, đón năm 2024 với nhiều thành công rực rỡ hơn. 4. Hóa giải vận hạn bằng phong thủy cho người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tuổi hợp với Nhâm Dần sinh năm 1962, muốn công việc được xuôi chèo mát mái, thu về nhiều thành quả, thì Nhâm Dần nên lựa chọn các tuổi Giáp Thìn, Canh Tuất và Mậu Thân để hợp tác làm ăn hay cùng thực hiện những dự định lớn, mọi việc sẽ được như ý, đại cát đại lợi. Ngoài ra, tuổi Nhâm Dần cần tránh hợp tác với các tuổi Ất Tỵ, Bính Ngọ, Nhâm Tý, Mậu Ngọ, Nhâm Dần và Giáp Ngọ, những tuổi này không đem lại may mắn, thuận lợi hay hạnh phúc cho bạn. Màu sắc phong thủy cho tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, màu tương sinh, thổ, màu vàng, nâu đất, màu bản mệnh, tím, màu xám, bạc, trắng, màu kém may mắn, thủy, xanh nước biển, đen, màu khắc mệnh, mộc hỏa, màu xanh lá, màu đỏ, cam, hồng, tím. Việc chọn màu xe hợp mệnh cho người thuộc mệnh kim hay chọn màu quần áo, đá quý, màu sơn cũng nên tuân thủ quy tắc tương sinh, tương khắc nói trên để có được phong thủy tốt nhất, mọi sự hanh thông, may mắn. Phật độ mệnh của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Mỗi con giáp đều có một bản mệnh Phật, một vị thủ hộ thần ở bên soi đường chỉ lối, dẫn dắt và khai thông, đồng thời hộ thân, tăng phúc, tăng may. Vậy vị Phật nào độ mệnh cho người tuổi Nhâm Dần? Vị Phật độ mệnh cho người tuổi Dần nói chung và tuổi Nhâm Dần nói riêng chính là Hư Không Tạng Bồ Tát. Tuổi Nhâm Dần nên đeo những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng, sẽ được Hư Không Tạng Bồ Tát che chở, bảo vệ. Ngài sẽ dẫn đường chỉ lối cho họ vượt qua gian nan thử thách, hóa giải kiếp nạn, nhận được nhiều may mắn, cả đời an lành, tàng kim cương. Ngài là một trong 8 vị Bồ Tát độ mệnh. Ngài có công đức rộng lớn, tựa hư không, trí tuệ vô tận, không biên giới và lòng nhẫn nhục, từ bi sáng như kim cương. Hình tượng này thể hiện cho phúc đức và trí tuệ hợp nhất, hàm ý môn đức, có thể ban cho chúng sinh tất thảy chân quý. Lấy phúc đức làm căn bản, tương truyền, Ngài đã sớm tu thành Phật nơi cửa trời, vì muốn cứu giúp và dạy dỗ chúng sinh mà cố ý giữ lại hình dáng của một vị Bồ Tát. Tiếp theo là vận trình lưu niên người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962 qua các năm. Năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Nhâm Dần thấy rằng, năm Tý không phải là khoảng thời gian thuận lợi đối với người tuổi Nhâm Dần. Nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, đòi hỏi bản mệnh phải tập trung cho công việc, tránh để lộ sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Tài lộc cũng không vượng, thậm chí có thể gặp phải họa phá tài bất cứ lúc nào, vì thế cần hạn chế tranh chấp, cạnh tranh cần phải nắm chắc lợi thế của mình. Năm Sửu. Năm này bản mệnh có cơ hội được đón nhiều tin vui, cần nắm chắc cơ hội, chớ nhường vào tay kẻ khác, đầu năm có thể sự cố sẽ xảy ra,
song nếu khắc phục được thì vận trình từ đó hanh thông. Trong năm bản mệnh có thể mắc chứng đau đầu, nhưng không đáng ngại, có thể tự lành bệnh. Năm Dần. Xem vận trình lưu niên của tuổi Nhâm Dần trong năm, bản mệnh sẽ gặp phải nhiều trở ngại như kinh doanh khó khăn, công danh khó cầu, chìm nổi bất định. Thời điểm này, bản mệnh cần phải tự tìm cho mình động lực để vươn lên, gặp rắc rối chớ nản chí, kẻo cuối cùng công sức từ trước đến nay đổ sông đổ bể. Năm Mão. Năm này có các tinh chiếu mệnh nên tai họa được giảm bớt, bản mệnh cần biết thế nào là đủ để dừng lại đúng lúc, chớ nên tham lam kẻo cuối cùng tự rước lấy rắc rối. Khi gặp chuyện không như ý, bạn cũng chớ nên bi quan, tinh thần tích cực sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Năm Thìn. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, năm này hung vận lấn át cát vận, vận trình lên xuống thất thường, tài vận không hanh thông, làm việc gì cũng khó. Trong năm bản mệnh nên chuyên tâm với công việc của mình, chớ vội đưa ra những quyết định lớn, hành sự thận trọng, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Năm Tỵ. Vận trình của người tuổi Nhâm Dần thiên về ổn định trong năm này, tuy bạn là người có tài năng, có năng lực, nhưng chưa chắc đã gặp được cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Trong quá trình làm ăn, cần tìm hiểu kỹ đối tác để tránh vướng phải rắc rối về sau. Năm Ngọ. Năm này vận trình hanh thông, con giáp này có cơ hội bước sang trang mới của cuộc đời khi sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước trong thời điểm thuận lợi. Bản mệnh nên chủ động và quyết đoán hơn trong việc đầu tư để thu về lợi lộc. Song phương diện kết giao cần chú ý, nếu không dễ tin lầm kẻ xấu, bị lợi dụng tiền bạc. Năm Mùi. Năm này tài lộc có thất thoát nhưng không đáng ngại, bệnh tật tuy có nhưng là bệnh vặt, chỉ cần chú ý giữ gìn thì sẽ tự khỏi. Thời điểm này nếu chủ động bôn ba, cả tình duyên và sự nghiệp đều có bước phát triển tích cực, hãy chú trọng phát triển các mối quan hệ xã giao, thêm bạn bớt thù, như vậy thì sẽ dễ được quý nhân nâng đỡ. Năm Thân. Người tuổi Nhâm Dần cần xác định tinh thần đối diện với nhiều khó khăn trong năm này. Đầu năm, do có họa tiểu nhân rình rập nên bản mệnh làm gì cũng cần cẩn thận. Giữa năm nhiều sự cố xảy ra khiến bản mệnh phải bôn ba vất vả. Cuối năm tuy tài lộc có khởi sắc nhưng bản mệnh cũng phải lao lực cố gắng nhiều. Năm Dậu. Xem vận trình lưu niên của tuổi Nhâm Dần, năm Dậu có các tinh tử vi soi chiếu, bản mệnh hành sự hanh thông, cả sự nghiệp và tài lộc đều có bước phát triển đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, con giáp này chớ nên lơ là hoặc kiêu ngạo, kẻ xấu có thể nhân cơ hội hãm hại bất cứ lúc nào, khiến thành tích bấy lâu nay thành công cốc. Năm Tuất. Người tuổi Nhâm Dần sẽ gặp được nhiều điều như ý muốn. Trong năm Tuất, nếu tích cực ra ngoài, không ngại vất vả, thì ắt kiếm được tiền bạc và công danh. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý giữ gìn sức khỏe, không nên cố gắng quá sức. Khi ra ngoài cần tránh vướng chuyện thị phi, khiêm tốn học hỏi mọi người xung quanh thì sẽ được hưởng lợi. Năm Hợi. Vận trình năm Hợi không mấy tốt đẹp, bản mệnh cần tỉnh táo để đưa ra những quyết định quan trọng, không nên nóng nảy, hành xử theo cảm xúc nhất thời. Việc cầu tài, cầu phúc gần hết sức thận trọng, không nên chạy theo xu thế thị trường, chú ý phát triển thế mạnh của mình. Quý vị thân mến, theo lời Phật dạy về 7 chữ học, dù giàu hay nghèo, mọi người đều có sự quan tâm thật sự, đó là làm sao có được sự an lạc và đời sống hạnh phúc. Bài học thứ nhất, học nhận lỗi. Nhân vô thập toàn, ai cũng mang trong mình những khuyết điểm dù lớn hay nhỏ. Tuy nhiên, có một điều lạ là con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình. Tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, họ rất ích kỷ, luôn nghĩ người khác sai, còn bản thân mình mới đúng. Thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn. Bài học thứ hai, học nhu hòa. Dân gian có câu, lưỡi không xương trăm đường lắt léo, nên đừng phát ngôn tùy tiện mà rước họa vào thân, răng cứng lưỡi mềm, đi hết cuộc đời. Răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên, cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa, thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được. Bài học thứ ba, học thấu hiểu. Thấu hiểu là nguồn cội cho sự cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Nếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm, do đó hãy học cách thấu hiểu và yêu thương nhiều hơn, để cuộc sống luôn ngập tràn niềm vui và tiếng cười. Bài học thứ tư, học nhẫn nhục. Xét về tâm linh, theo lời Phật dạy, nhẫn vạn sự được tiêu trừ, thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước, biển rộng, trời cao, nhẫn chính là biết sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Bài học thứ năm, học buông bỏ. Cuộc đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống, muốn sống ung dung tự tại, cần học cách buông bỏ. Có cố níu giữ những ký ức đau thương cũng không làm cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Chỉ có sự bình an trong tâm hồn là mãi mãi trường tồn và cần được gieo mầm muôn phương. Do đó, hãy buông bỏ để lòng bạn được thảnh thơi.
Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Trên đây là Tử Vi chọn đời cho người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, từ năm 63 tuổi, cần biết điều này, tránh họa đắc phúc, giàu sang chọn đời. Mong rằng những dự báo trên giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.